khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Tham gia chương trình Nhanh Như Chớp, bạn gái Quang Hải bị chê thiếu kiến thức. Sự xuất hiện của Nhật Lê, bạn gái chân sút sáng giá số 1 đội tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải trong game show Nhanh Như Chớp đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tập 17 chương trình Nhanh Như Chớp mùa 2 lên sóng với nhiều phần thi hấp dẫn. Được đặc biệt chú ý khi tham gia chương trình lần này là Nhật Lê, bạn gái cầu thủ Quang Hải. Trong phần thi của mình, Nhật Lê đã cố gắng hết sức và liên tục được Trường Giang động viên một cách đầy ẩn ý, hãy cố gắng làm bạn trai mình tự hào. Tuy nhiên, cô nàng lại thể hiện sự thiếu hụt kiến thức của mình khi liên tục trả lời sai các câu hỏi, không vươn lên nổi hai câu liên tiếp. Chẳng hạn ở câu tác giả Bình Ngô đại cáo là ai, cô nàng lại trả lời là Ngô Tức Tố. Tiếp đến ở câu động vật lớn nhất hiện nay là con gì, Nhật Lê lại đưa ra một đáp án không hề liên quan tới động vật là Hà Bá. Sự ngu ngê của Nhật Lê khiến mọi người trong chương trình phải ngao ngán, nhiều khán giả cũng lên tiếng chê bai cô. Cô nàng từng thử sức tại chương trình The Debut nhưng không tạo được nhiều dấu ấn và dừng chân ở top 12. Đầu năm 2019, 9X cho ra mắt MV đầu tay Lời Chúc Đêm Giao Thừa nhưng nhận nhiều phản hồi tiêu cực. Nhật Lê bị dân mạng chê hát kém, kỹ thuật và kinh nghiệm còn hạn chế. Một số cho rằng bạn gái Quang Hải cần luyện tập thêm về thanh nhạc nếu muốn tiếp tục theo đuổi con đường ca hát, trong khi nhiều bình luận chê bai khá nặng lời. Trước những ý kiến tiêu cực của dân mạng đối với Nhật Lê, Quang Hải chọn cách im lặng. Tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội chưa từng bày tỏ quan điểm của mình về chuyện ca hát của Nhật Lê hay đáp trả lại các bình luận khen chê trên mạng. Hoài Lâm, tôi đã đăng ký kết hôn và đang là bố của hai đứa con gái. Sau rất nhiều đồn đoán về chuyện có con gái, Hoài Lâm cuối cùng đã lên tiếng xác nhận. Hoài Lâm chia sẻ gì về thông tin đã lập gia đình với bạn gái Bảo Ngọc? Từ trước đến nay, tôi luôn có quan niệm là giữ sự riêng tư cho những người mình yêu thương để họ tránh gặp phải những điều rắc rối. Tôi cũng không muốn họ bị dính những phiền hà nhiều từ mọi người. Với thông tin tôi và Bảo Ngọc đã kết hôn thì chưa chính xác. Hiện tại cả hai chỉ mới trao nhẫn cưới cho nhau. Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào một thời gian hợp lý nhất. Hiện tại cả hai cũng đã hoàn tất xong giấy tờ pháp lý. Vậy trước những tin đồn Hoài Lâm đã có con, đã đến lúc vợ tôi cần có một danh phận. Sự thật là bây giờ tôi đã làm bố. Khi mà tôi và vợ xác định đến tương lai thì cả hai cùng một ý tưởng là lo lắng cho gia đình nhỏ của mình. Trước giờ tôi ít khi chia sẻ về gia đình của mình vì nghĩ rằng đây là cuộc sống riêng và mình cần vun đắp cho nó trọn vẹn rồi mới chia sẻ với mọi người. Hoài Lâm có thể chia sẻ một chút về thành viên nhỏ trong gia đình mình. Thực ra là tôi đã có đến hai thành viên là hai cô con gái, một bé năm nay gần 2 tuổi và một bé gần 1 tuổi. Cuộc sống của một ông bố hai con có gì mới mẻ? Thời gian đầu tôi cũng khá là áp lực và hơi bị stress một chút, nhưng đến hiện tại mọi thứ đang dần tốt hơn và tôi cũng bắt đầu bắt nhịp để làm một ông bố tốt. Trong cuộc sống gia đình, cả hai có thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Về cuộc sống thường ngày, tôi và bà xã của mình cũng có nhiều tranh cãi và thú thật với mọi người là vợ của mình là người dữ nhất và luôn ăn hiếp tôi, nhưng mà hiện tại tôi đang vùng lên rồi. Bà xã phản ứng như thế nào về hình ảnh mới của Hoài Lâm? Vợ tôi thì luôn ủng hộ những quyết định của tôi, tuy nhiên lâu lâu cũng chia sẻ tôi cần phải nghiêm túc và cân nhắc trước mọi quyết định. Giàn cách tiếc nuối khi Rinnerman bản Việt kết thúc, BB Trần xác nhận có mùa 2. Gắn bó với nhau một thời gian kể từ khi quay hình, lẫn lên sóng, nên đến tập cuối này ai cũng đông đầy cảm xúc. Dù các thử thách trong chương trình đều hài hước, nhưng khi xem xong giàn cát lại thấy buồn vì tuần sau họ chẳng có cơ hội lên sóng nữa. Vừa qua tập 15 của chương trình Chạy Đi Chờ Chi đã chính thức được lên sóng với khán giả. Và đây cũng là những thử thách cuối cùng. Mùa 1 chính thức khép lại. Theo đó, át chủ bài đã được tìm ra, không ai khác chính là cô gái duy nhất trong giàn cát, Ninh Dương Lan Ngọc. Sau một thời gian quay hình khắp mọi địa điểm gần 3 tháng phát sóng thì mọi người ai cũng tiếc nuối khi chương trình đã dừng lại. Tập 15 vừa phát sóng, giàn cát đều thay nhau gửi lời chào tạm biệt và cả sự buồn bã trên trang cá nhân. Lan Ngọc chia sẻ, cảm ơn cả ekip, tất cả thành viên của Chạy Đi Chờ Chi đã cho Ngọc trải nghiệm 15 tập vô cùng vui, vô cùng hạnh phúc. Nhìn lại hình ảnh đã trải qua cùng nhau, chỉ mong sẽ sớm quay trở lại gặp lại tất cả mọi người. Luôn cảm ơn vì sự đồng hành của tất cả khán giả dành cho chương trình.
BB Trần bộc bạch một hành trình thật đáng nhớ. Cảm ơn cả ekip Trimen bản Việt Nam, Chạy đi giờ chi, đã tạo nên một chương trình hay như thế này và tạo cơ hội cho dàn cast có được tình bạn thật đẹp, nhất là tình cảm của khán giả dành cho cả chương trình. Cảm ơn rất nhiều. Chun Phạm lại đau khổ hơn. Thiệt sáng giờ bận chưa coi được nhưng mà cũng không dám coi, vì đây là tập cuối rồi, buồn quá à. Cảm ơn cả nhà ekip Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như dàn cast đã cho Jun 6 tháng từ lúc quay đến lúc lên sóng thật hạnh phúc. Dù đóng vai thỏ trắng hèn hạ chơi dơ cũng thấy thật lễ nghĩa. Chấm dứt cảm xúc kết thúc hụt hẫng này, mong chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở mùa 2, tuy chưa biết khi nào. Ngô Kiến Huy bày tỏ sự mong muốn được tham gia mùa tiếp theo. Đã khép lại mùa đầu tiên nhiều kỷ niệm quá, ngàn lời cảm ơn đến ekip Trinamen Chạy đi chờ chi đã vất vả suốt mấy tháng ròng, cùng anh em tụi tôi cũng như tất cả khán giả đã yêu thương trông chờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần để xem Chạy đi chờ chi. Chúng tôi mong sẽ được quay lại trong thời gian sớm nhất. Love you. Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát chia sẻ ngắn gọn y hệt tính cách ít nói của họ. Trong một thời gian ngắn vừa qua, phải nói Chạy đi chờ chi là một món ăn tinh thần vào tối cuối tuần cho khán giả. Không chỉ dàn cast buồn bã mà người hâm mộ cũng tiếc nuối vì không được cười sảng khoái thêm nữa. Tuy nhiên, từ phía chương trình đã có kế hoạch cho mùa 2 và ngoài BB Trần xác nhận trên livestream mình sẽ tham gia tiếp tục, thì một số nguồn tin thân cận cũng khẳng định dàn cast sẽ vẫn giữ nguyên để linh hồn của Rimmel bản Việt được trọn vẹn như mùa 1. Hoài Lâm, sao trẻ chưa kịp lên đỉnh cao hào quang đã trở thành ông bố gánh nặng mưu sinh ở tuổi 24. Có tài năng nhan sắc cộng với danh xưng con nuôi Hoài Linh, tất cả làm nên một bệ đỡ hoàn hảo cho sự nghiệp nghệ thuật của Hoài Lâm, nhưng chỉ một bước rẽ ngang táo bạo của tuổi trẻ, anh chấp nhận mất hết tất cả. 3 năm ngắn ngủi đưa Hoài Lâm gia nhập hội Hoàng tử làng nhạc. Đi hát từ sớm, nhưng tên tuổi của Hoài Lâm chỉ thực sự được công chúng biết đến rộng rãi vào năm 2014. Khi ấy tại sân chơi Gương Mặt Thân Quen, anh nổi lên như một ngôi sao sáng của làng nhạc Việt. Với ngoại hình thư sinh cùng với giọng hát tràn đầy nội lực cảm xúc, Hoài Lâm nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Thời điểm là hát nhạc truyền thống và bolero, nhưng chàng trai sinh năm 1995 còn chứng minh mình có thể hát được nhạc trẻ, thậm chí làm tốt là đàn khác. Sự biến hóa tài tình trên sân khấu, lúc thì sâu lắng mượt mà với dòng nhạc sở trường, khi thì sôi động trẻ trung với dòng nhạc hiện đại, đã giúp Hoài Lâm chinh phục ngôi vị quán quân Gương Mặt Thân Quen 2014. Đây cũng chính là đòn bẩy hoàn hảo sau danh xưng con nuôi Hoài Linh, đưa tên tuổi chàng trai trẻ vụt sáng thành một hiện tượng của làng giải trí. Không chỉ vậy, anh còn được Mỹ Linh khen ngợi thể hiện hit Em Của Ngày Hôm Qua hay hơn cả Sơn Tùng MTB. Lời đánh giá của diva hàng đầu Việt Nam vấp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận vào thời điểm ấy, khiến không ít người đặt con nuôi Hoài Linh lên bàn cân so sánh với giọng ca gốc Thái Bình. Làn sóng tranh luận vô tình khiến Hoài Lâm được chú ý hơn, thậm chí cư dân mạng còn cho rằng anh là một đối thủ đáng gờm với Sơn Tùng trong tương lai. Sau Gương Mặt Thân Quen, Hoài Lâm quyết định thử sức với dòng nhạc dễ nghe hơn. Để tiếp cận phần đông khán giả trẻ, những ca khúc như Phút Ban Đầu, Có Khi Chính Mình nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không những thế, anh còn khá thành công khi lấn sang lĩnh vực điện ảnh với một số vai diễn đáng nhớ trong các bộ phim Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Tí Tôi Là Cao Thủ, Yêu Em Bất Chấp. Có thể nói từ năm 2014 đến 2016 là một chặng đường đáng nhớ của Hoài Lâm, sở hữu lượng fan đông đảo ở mọi lứa tuổi, được bầu show săn đón nhiệt tình và dĩ nhiên với đó là cách xê rủng rỉnh. Lối rẽ táo bạo khiến ngôi sao sáng vụt mất đỉnh vinh quang. Cứ ngỡ những thành công vượt bậc trong khoảng thời gian đầu chạm ngõ nghệ thuật sẽ tạo đà hưng phấn cho Hoài Lâm. Nhưng sự nghiệp chưa kịp thênh thang thì anh nhanh chóng đắm chìm trong tình yêu tuổi mới lớn. Cuối năm 2016, giọng ca như Phút Ban Đầu công khai tình cảm với Bảo Ngọc, cháu gái của nghệ sĩ Bảo Quốc. Bất chấp sự phản đối từ dư luận và gia đình vì mới bắt đầu sự nghiệp, Hoài Lâm dường như bỏ mặc tất cả để sống thêm con tim nồng cháy tuổi đôi mươi. Bắt đầu từ đây, anh đã mất đi một lượng fan không nhỏ vì dừng vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc. Đáng thất vọng hơn, Hoài Lâm tiết lộ từng sử dụng chất kích thích để giải tỏa căng thẳng, áp lực nhiều chuyện. Công khai người yêu chưa được bao lâu, thì đến giữa năm 2018, Hoài Lâm dính tin đồn đã lên chức bố, nhưng lập tức con trai nuôi Hoài Linh lên tiếng phủ nhận thông tin này. Cũng trong thời điểm này, Hoài Lâm quyết định đóng cửa Facebook và quản lý của nam ca sĩ tuyên bố anh sẽ tạm dừng con đường âm nhạc trong 2 năm, đồng thời hủy tất cả các show trong năm 2018. Những bê bối đời tư khiến con đường sự nghiệp của Hoài Lâm trượt một bước dài. Có nhiều nguồn tin râm ran anh bị chính cha nuôi Hoài Linh từ mặt vì đã từng đặt rất nhiều niềm tin và sự kỳ vọng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là đồn đoán từ dư luận vì chưa có sự lên tiếng của Hoài Linh hay giọng ca như Phút Ban Đầu.
Thế nhưng câu chuyện lại càng thêm căng thẳng khi nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xác nhận tin đồn chính là sự thật. 2 năm ở ẩn chạy theo tình yêu tuổi trẻ, lái xe kiếm tiền, đôi vai nặng gánh con thơ. Đầu tháng 7 vừa qua, sau khoảng thời gian tạm ngừng ca hát, Hoài Lâm xuất hiện trước truyền thông với ngoại hình khó nhận ra. Không còn là một chàng thư sinh với gương mặt bún ra sữa, vẻ ngoài của nam ca sĩ thay đổi khá nhiều, bụi bặm hầm hố hơn, với tóc húi cua nhuộm vàng. Sự thay đổi chóng mặt của quán quân gương mặt thân quen năm nào khiến khán giả khó nhận ra. Chỉ hơn 1 năm biệt tâm mà cuộc sống của nam ca sĩ có nhiều biến đổi khó tin. Theo tiết lộ của người quản lý, thời gian tạm xa sân khấu, Hoài Lâm phải đi lái xe kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình. Mới đây nhất, vào ngày 20 tháng 7, giọng ca trẻ tham dự talk show của Thể thao Văn hóa, lần đầu tiên mở lòng về chuyện tình cảm với Bảo Ngọc và bất ngờ hơn khi tiết lộ đã có tới 2 mặt con gái, chứ không phải một như lời đồn trước đó. Thực ra là tôi có đến 2 thành viên là 2 cô con gái, một bé năm nay gần 2 tuổi và một bé gần 1 tuổi, nam ca sĩ lần đầu chia sẻ. Sự quay trở lại liệu có ngọt ngào? Sau thời gian ở ẩn cùng những biến động khó tin, Hoài Lâm quyết tâm trở lại chinh phục con đường nghệ thuật dang dở. Anh cũng xác nhận sẽ đứng chung sân khấu với Hoài Linh sau tin đồn từ mặt. Có thể người cha nuôi không cho phép lương tâm giận anh được lâu, nhưng tâm lý khán giả thì không hề dễ dãi. Họ vừa thở dài, vừa thương, cũng vừa tiếc nuối cho một ngôi sao trẻ đầy triển vọng của những năm về trước. Đang ở ngưỡng cửa thiên đường, bỗng dưng lại gạt phắt đi mọi thứ. Dẫu biết sự quay trở lại này sẽ gặp những khó khăn, tuy nhiên tổ chức nghệ sĩ và bệ đỡ vững chắc của Hoài Lâm vẫn còn nguyên đó. Người hâm mộ hy vọng anh sẽ tỏa sáng, lấy lại phong độ trong tương lai không xa. Cũng như sự quyết tâm của chính Hoài Lâm, một phần lý do của sự trở lại này là việc đảm bảo kinh tế, lo chuộc cuộc sống gia đình của nam ca sĩ. Mẹ Khởi My gọi Kevin Khánh là nàng tiên khi lần đầu chàng rể giả gái. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ chịu hóa thân vào vai mỹ nhân và xuất hiện trước hàng trăm khán giả. Nam ca sĩ và nhiều đồng nghiệp khác như Lê Dương Bảo Lâm, Đại Nhân, Dương Thanh Vàng đã cùng giả gái để tham gia vào live show Hoài Linh. Vào ngày 20 tháng 7 vừa qua, đêm diễn đặc biệt của nghệ sĩ Hoài Linh đã được diễn ra tại một sân khấu ở trung tâm thành phố. Theo đó, cả dàn nghệ sĩ của lớp học Phu Nhộn như Thanh Duy, vợ chồng Khởi My, Đại Nhân đã cùng góp mặt tại chương trình này. Đặc biệt hơn, các ca sĩ nam đều có dịp hóa thân thành những mỹ nhân xinh đẹp. Trang phục được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhiều khán giả rất tò mò và mong chờ được xem Khởi My bánh bèo, Kevin Khánh giả gái như thế nào. Tại đêm live show, mẹ ruột của giọng ca Vì Sao cũng có mặt ở hậu trường để ủng hộ các con. Má Năm hào hứng khoe trên trang cá nhân, cả nhà ơi, mình cũng có 2 nàng tiên nè. Đây là lần đầu tiên mẹ vợ xem con rể biến hóa thành mỹ nhân và còn gọi Kevin Khánh là nàng tiên. Hiếm hoi lắm khán giả mới có dịp thấy nam ca sĩ trang điểm kỹ lưỡng, vẽ đuôi mắt, gắn hoa hoành tráng trên tóc và đặc biệt hơn là diện chiếc đầm với nhiều chi tiết nữ tính. Cũng rất lâu người hâm mộ mới thấy Khởi My dịu dàng bánh bèo hẳn so với gu thời trang cá tính thường ngày. Tưởng chừng như mặc váy công chúa thì ông xã Khởi My sẽ tạo dáng cho phù hợp, nhưng có vẻ bản chất lầy lội mãi trường tồn. Dù đã là vợ chồng trưởng thành, nhưng mẹ của nữ ca sĩ luôn đồng hành cùng các con trên mọi nẻo đường. Cưới nhau được gần 2 năm, vợ chồng Khởi My là một trong những cặp đôi được khán giả yêu thích nhất nhì showbiz Việt. Bởi lẽ ở họ luôn toát lên được sự vui nhộn hài hước, luôn gắn bó bên nhau. Nhiều khán giả vẫn mong ngóng họ sớm báo tin vui con cái để tổ ấm thêm phần trọn vẹn hơn.